Rồi hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Phái ha. Rồi có hai cái lam xích nè, hai lam cưa xích với một cọng xích bán cho anh em ha, về sử dụng nha. Rồi hai cái này bán 250 anh em. 250 ha, chỉ khoảng đủ bao ship nha. Rồi để em đo. Em đo kích thước cho nó ha. Một cái này là 41,5 nè. Cái này 35 nè. 35. Rồi một con của Toshiba và con này Oregon ha, Oregon. Rồi với một cọng dây xích của cái này ha. Cái này một bộ nè, 250, chuyển khoản đủ bao ship nha anh em. 250.